Khánh, Khánh vô mà thấy hàng tiền đạo kia vô nguy hiểm quá. Đá đây đá rồi con. Hùng ham ăn quá. Chặn được rồi, từ từ xử cho bớt. Ô cái tiền đạo. Ô tiền đạo. Tiền đạo ở Heroin về quá đó. Còn hai gác hai cái lại gỡ đi. Gỡ đi. Chạy 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 chạy.
quen đi, để cho mà. Gắt ba cái gỡ tốt. Thời gian còn dài. Ý đâu lót hết. Anh y bài anh đi. Ủa đâu đó nghe qua vô. Quý hết sức nhanh chưa? Mày để bệnh già tao chưa thấy người á, là mày hiểu rồi á, là mày về là thanh niên yếu hơn rồi á. Chưa đâu. Cơ thấy không? Anh
Các ba cái. Bốn rồi. Cố gắng đi, để chạy một hôm mà ăn nhầm gì. Đó đi. Ý chúng tên mày đâu chưa nãy giờ quay phim cũng chưa 8 tiếng mà do mình đám mình không nghỉ hiệp á em thấy vậy đó. Nó mệt đó. Mà đá vậy nó mới ngon, thà đừng nghỉ vậy mình đá nó tự nhiên mình đá nó thấy nó dài. Đá vậy đá hết ra hết sức rồi ra rô lại thấy đá nó xuống đừng có nghĩ nào đá tiếng rưỡi được. Chứ còn mà đá 1 tiếng là đá vậy. Giang nhận hay Giang? Treo. Anh đi, gỡ đi, gỡ đi. Gỡ đi. Thầy kia. Ê. Anh đâu? Ý, gỡ đi. Hắn gỡ đi, vô tao gỡ lại. Đá đi mà, còn chút nữa đá đi mà. Còn 15 phút nữa, đá đi. Tỉnh hốt rồi, tỉnh. Chưa đá đi. Chừng nào mà ăn phụng nó đâu hang nghỉ. Bữa nào lũ bé cát cái kèo bên đây á cho ngon lành, tao qua làm trong tay đó. Thấy không? Cái kèo đây luôn nè, hiểu không? Mọi mày nói Phụng đi. Nha. Đã 6 giờ á, tao tấu á. Anh ngồi. Đây. 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 Đây.
Rồi lùi lên bị ra, chưa ra chưa ra. Chân chị ra giúp. Một cái luôn anh, một cái luôn. Chết giường bơ không bơ hết riết luôn đâu. Trời ơi. Ê, thằng bớ ba bàn đâu giờ bốc cơ luôn á. Và lũ bè đá mất kiểu quá rồi. Bên đó phải đủ cho còn nếu mà cái bên đó mà ráp với nó đá của ông hộp rơ nó cũng thua. Phạm lỗi đâu trong tay. Phạm lỗi đâu, phạm lỗi đâu. Anh Phụng dạo này anh chuyển qua đá rồi sao á? Dạo này thấy anh Phụng bắt hư bị sao sao rồi nha anh Phụng. Nghe tôi thủ là tôi thấy anh ở nhà anh canh nhà không, anh chịu ra ngoài sân anh đứng á. Anh Hồi ơi. Giang bữa anh đá với Bành Linh anh biết đường nào anh đá luôn. Không biết đường nào đá luôn. Anh về anh kêu con không đá với Linh nữa đâu. Đá gì mà Linh mà. Bữa anh luôn à. Được. Kiểu này nó bỏ nghề bắt cơ rồi nha Hồi. Hồi không? Vô kia. Ăn đi. Cầm thổi lên đó nha. Thổi kia kia này kia. Để phạt vô nhí lên cái thổi. Cái mấy cái thằng thầy gấp lên trước luôn cái. Còn đây đang chút nữa rồi nghỉ. Còn ráng lấy tiền con chó này.
Đù, quý nó cành bên đây mà nó không thấy thằng quý vậy. Ờ. Đồ đứng gì mà lâu lắc lâu lâu quý luôn. Đâu vậy? Phạm lỗi. Ăn nữa đâu. Thế anh chắc không sao. Ừ. Cái này cái này là đuôi bằng bao ấy, đi xuống chết luôn. Nên con cửa của Hồng đang đó. Giờ nó đuôi mà đứng nhìn suốt mong chứ nào. Có cho mà tao thấy lu mày ngon quá tao để lu mày đá luôn. Người đá ráng em ơi. Ráng đi còn chút nữa em. Nhức nách. Ăn đi. Không vào. Kết thúc.